chào cả nhà nha, mai lên tiếp cả nhà xem công việc của anh Máy Trang nha. Đó này là máy của anh Kiệt ở số 2 nè, đang chặt lá nha. Chạy con máy GT 140, cái đôi Mitsubishi 651 nha. Nó đạt qua lá khu đất này bỏ vụ chạy láng lắm nha. Đó, chạy rất là cao nha. Rất là nhẹ nhàng. Tại cái đồng này cũng ở xã Thanh Long nha cả nhà. Thì mình thích Vĩnh Long. Là anh đang hoàn cửa mấy cái đầu chạy nha, nó dán anh bật ra thấy không, dán chế rất là hay nha. Chiếc máy GT 140 nổ rất là giòn nha. Khu này có 70 công của mình ảnh chạy nha, gầy đồng trùng rồi nó chia ra anh em người chỗ chỗ vậy cả nhà, nó có gom chung nha, chừng nào hết đồng thì mới gom chung lại. Quẩn sữa thì rất là kỹ nha. Và ngày này là chế là đi chạy tới là xô tới tới xô chứ không có thắng như thế này. Không, xô thì rất là dễ dàng nha. Nó đang hoành sửa cái dụng, dụng nó hơi sâu. Hoành thấy đã mắt chưa cái nào. Đấy, rất là tốc độ luôn nha.
quá tuyệt vời. Thiếu nó rồi nha cái này. Đất hai công đất đã chấp nháy chưa? Mấy đờ làm nó gọi cái đạp. Tại cái bộ cào đó là cào nóc luôn cái đạp. Cào nóc bánh là để tính tâm. Thấy nổ này rất là mê tài luôn nha. Để chạy rồi mình đánh đường, quay đánh đường nước cho cái này xem nha. Mấy đường nó gọi là nó bắt đầu kéo nước nha cái này. Nó không cua thấy ghê chưa cái này. Đất này mới chạy hai bụng nha. Hiếp cái này. Quá trời bụng cháo. Cháu cũng ok nha, vậy là nước cũng chảy rồi nha cái này. Giờ coi đánh nước xong cái nhìn đất bóng mượt rất là ok. Đó, nhìn đất láng chưa cả nhà. Quá mượt mà. Cả nhà có ôm nước nè, ôm vui nước cả nhà. Đây, cầm cây đánh theo cây nha. Bóp kìa. Đường lên đường qua bản rồi nha cả nhà. Cả nhà thấy hay nhớ cho mình một like, một lượt share, một đăng ký nha cả nhà. Và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái clip tới nha cả nhà. Hôm nay cái video mình cũng chia sẻ cho cả nhà tới đây, mình cũng tạm dừng video nha.
Hẹn gặp lại cả nhà các video tới nha. Rồi chào cả nhà.